Bệnh nhân nam 65 tuổi nhập viện cấp cứu vì tai nạn, cảm thấy đau tăng dần, cách đây 2 tuần có khá bác sĩ do cơn đau khớp ngón cái bên chân phải và được chẩn đoán là gút. Uống Nimotecan 50 mg nhân 3 lần một ngày, Ranitidine 150 mg nhân 2 lần một ngày, tiền sử tăng huyết áp đã 1 năm và đái tháo đường tiếp 2 đã 5 năm. Thuốc định dùng là Bendeprothiazid 50 g sáng, Ramipril 2,5 mg sáng, Gliclazide 40 g nhân 2 lần một ngày. Chúng ta sẽ đánh giá sơ bộ nha. Bệnh nhân có kali tăng, ure và creatinine tăng, biểu thị cho suy thận cấp. HCO3 và pH giảm, biểu thị cho nhiễm toan, canxi hiệu chỉnh tăng, glucose tăng và lượng nước tiểu giảm. Nếu mà lượng nước tiểu trong 24 giờ mà dưới 400 ml thì được xem là tiểu niệu và dưới 100 ml là được xem là vô niệu. Như vậy chúng ta sẽ đánh giá nha. Bệnh nhân bị suy thận thực thể hay suy thận chức năng? Nếu suy thận chức năng thì ure trên creatinine sẽ lớn hơn 100, còn suy thận thực thể thì ure trên creatinine sẽ bé hơn 50. Suy thận chức năng tức là suy thận rất thận, chức năng ống thận bình thường nhưng mà vì một lý do nào đó mà lượng máu đến cầu thận bị giảm, ví dụ như xuất huyết hoặc là dùng một thuốc nào đó mà giảm lượng máu đến thận. Thì ở đây ta có ure trên creatinine bằng 28.500 chia cho 268 lớn hơn 100, như vậy ta đánh giá là suy thận chức năng. Vậy nguyên nhân nào là gây suy thận chức năng làm giảm thêm tích máu đến thận đây? Đây chúng ta có sử dụng hai thuốc là Imipramine và Ramipril làm giảm lượng máu lọc qua cầu thận. Vì nonsteroid là chất ức chế tổ hợp prostaglandin là chất gây giãn mạch, vì thế làm giảm tưới máu thận. Thứ hai Ramipril thì các bạn biết ạ, angiotensin 2 đảm bảo lượng máu đến cầu thận. Mà bây giờ mình ức chế cái đó đi thì sẽ làm giảm lượng máu đến cầu thận. Tương tác giữa hai cái này sẽ làm tăng giảm lượng máu đến cầu thận. Thứ hai là tình trạng tăng đường huyết làm mất nước và sử dụng thuốc lợi tiểu trong thời gian kéo dài. Theo các bạn biết, phác đồ phổ biến ba thuốc là ACEI hoặc ARB cộng cho một thuốc lợi tiểu của một nonsteroid đã được chứng minh là tăng nguy cơ suy thận cấp khoảng 31%. Cho nên người ta có một khuyến cáo là nếu sự buộc phải dùng chung nên sử dụng một CCB như amlodipine để thay thuốc ACEI và lợi tiểu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính là mức lọc cầu thận của bệnh nhân là bao nhiêu. Thì ta có creatinine là 268 micromol trên lít. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web này. Thì chúng ta sẽ tính bằng cái này là creatinine 65 tuổi, giới tính nam và không phải da đen. Như vậy chúng ta sẽ tính ra được là độ lọc cầu thận 220 ml phút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh giá suy thận cấp hay mãn tính. Và các triệu chứng như sau là creatinine ure máu tăng cao, rối loạn điện giải như kali máu tăng và nhiễm axit chuyển hóa, tiểu ít, lượng nước tiểu trong 24 giờ là 600 ml, mức lọc cầu thận bé 60 ml phút. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến suy thận cấp của bệnh nhân là bệnh nhân lớn tuổi và được sử dụng phác đồ là lợi tiểu cộng một ACEI cộng một nonsteroid. Tiền sử tăng huyết áp và đái thông thường tiếp 2 là nguy cơ gây tổn thương chức năng thận và gút cấp. Tại sao trường hợp này kali lại tăng? Thì các bạn biết là kali trong nước tiểu được thải trừ phụ thuộc vào aldosterone, pH, tái hấp thu natri và khẩu phần kali trong chế độ ăn. Thì ở bệnh nhân này, kali máu tăng là do sử dụng Ramipril là một thuốc ức chế hệ renin-angiotensin aldosterone, như vậy làm giảm nồng độ của aldosterone. Thứ hai là pH acid làm tăng nồng độ của kali. Vậy canxi máu có tăng tăng có liên quan gì đến nhiễm toan chuyển hóa hay không? Thì các bạn biết là canxi tăng là do nhiễm axit chuyển hóa, do pH axit làm giảm áp lực liên kết giữa albumin và canxi 2 cộng nên làm tăng nồng độ canxi tự do. Nguyên nhân nào làm nhiễm toan chuyển hóa? Một là sử dụng thuốc lợi tiểu theo dít, hai là tăng đường huyết. Bệnh nhân hôn mê có phải tăng thẩm thấu do tăng glucose máu hay không? Thì hôn mê sẽ xảy ra khi áp suất thẩm thấu lớn hơn 340. Như vậy chúng ta các bạn hãy tính theo công thức này. Áp suất thẩm thấu bình thường là 275 đến 290. Mà ở bệnh nhân này áp suất thẩm thấu các bạn tính ra là 284,8. Như vậy là áp suất thẩm thấu của bệnh nhân là bình thường, bệnh nhân hôn mê là do rối loạn điện giải và nhiễm toan chuyển hóa. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá là mức độ quan trọng trong điều trị của cái mục tiêu nào thích hợp hơn. Một là nhiễm axit chuyển hóa, hai là tăng kali máu, ba là suy thận cấp, bốn là tăng đường huyết. Bệnh nhân đang bị hôn mê do nhiễm axit chuyển hóa và các bạn biết nhiễm axit chuyển hóa là một tình trạng rất là nguy hiểm. Bệnh nhân đã bị hôn mê do nhiễm axit chuyển hóa thì tỷ lệ tử vong khoảng 30 đến 40% nhé. Tùy vào tình trạng của bệnh nhân. Và nếu các bạn đi vào bệnh viện ở các khoa liên quan đến đái tháo đường thì cái việc mà bệnh nhân chết do hôn mê toan rất là nhiều.
và hầu như tuần nào các bạn cũng thấy. Thứ hai, tăng kinh máu cũng là một tình trạng rất nguy hiểm. Bệnh nhân đã đạt đến 6,9 mmol trên lít và đây là tình trạng rất nguy hiểm nên mình cũng cần phải điều trị ngay. Thứ ba là suy thận cấp. Suy thận cấp chúng ta cần phải điều trị tại vì suy thận cấp do thiếu máu. Sau một thời gian ngắn sau, khoảng vài ngày đến vài tuần, suy thận cấp trước thận có thể chuyển thành suy thận cấp tại thận. Tại vì do các tế bào thận bị thiếu oxy và thiếu máu thì nó có thể dẫn đến chết các tế bào thận. Và cuối cùng là tăng đường huyết. Thì có một điều là tăng đường huyết có liên quan đến nhiễm axit chuyển hóa. Vì cái sự liên quan này cho nên nhiều người có thể xếp là tăng đường huyết lên vị trí số 1 hoặc số 2. Tuy nhiên bốn cái mục tiêu này đều quan trọng cả. Phân tích quá trình dùng thuốc, Indomethacin dùng để điều trị cơn gút cấp, giảm đau trong cơn gút cấp. Nguyên nhân là vì Indomethacin là một trong những nonsteroid kháng viêm mạnh mẽ nhất. Ranitidine là một thuốc kháng histamine H2 vì đó thế làm giảm tiết axit. Do đó thì nó có chỉ định là giảm các triệu chứng đau dạ dày cho nonsteroid và phòng ngừa loét dạ dày cho nonsteroid và tác dụng nó điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên thì các bạn biết là ranitidine á, cái khả năng mà phòng ngừa loét cho nonsteroid nó sẽ không bằng nhóm PPI như esomeprazole hoặc omeprazole. Tiếp theo là thiazide, nó sẽ điều trị tăng huyết áp. Nó sẽ điều trị bằng các cơ chế như sau. Trong vòng 2 đến 4 tuần đầu á, thiazide sẽ làm thải trừ nước cho nước tiểu và vì thế làm giảm tiền gắn và giảm hạ huyết áp. Nhưng mà sau đó khi cơ chế này sẽ bị cơ thể làm bất hoạt bằng cách phản xạ bù bằng cách hoạt hóa hệ renin-angiotensin chẳng hạn. Và nó sẽ có một cơ chế thứ hai nữa là làm giảm mạch do làm giảm lượng natri trong các cơ trơn động mạch. Glycyrrhizin dùng để điều trị đái tháo đường cho nó tăng tiết insulin tại tuyến beta đảo tụy. Ramipril chỉ định cho trường hợp tăng huyết áp. Nó sẽ ức chế men ACE được tiết ra từ mạch phổi, phân cắt angiotensin 1 tạo thành angiotensin 2 và từ đó nó sẽ kháng trực tiếp cái hệ renin-angiotensin aldosterone, từ đó làm hạ huyết áp. Tương tác thuốc thuốc. Đối với các tương tác mà có moderate ở đây, nếu mình sẽ hạn chế tối đa các tương tác như thế này. Tương tác thuốc bệnh. Các bạn thấy thiazide này, nó sẽ làm tăng axit uric máu do ức chế cạnh tranh thải trừ. Vì thế các bạn không có sử dụng trong các trường hợp mà tăng axit máu hoặc là cơn gút. Thứ hai là thiazide á, nó còn làm tăng đường huyết do tăng đề kháng insulin lên ngoại biên và giảm tiết insulin. Thứ ba là nó sẽ làm tăng ure máu nữa trong cái trường hợp mà suy thận cấp. Nếu mà cái lượng mức lọc của thận bé hơn 30 ml phút. Và các bạn thấy cái bệnh nhân này á, cái mức lọc cầu thận chỉ đạt 22 ml phút thôi, nên trong trường hợp này chúng chỉ định. Tiếp theo là tương tác giữa nonsteroid với ACE, đó là Indomethacin kết hợp với Ramipril á. Thì tương tác này sẽ làm giảm chức năng thận và gây suy thận cấp ở bệnh nhân này nên tạm thời ngưng điều trị, có thể sử dụng lại khi có cơn gút cấp hoặc tăng huyết áp cao. Tuy nhiên cái việc này chỉ là cực kỳ hạn chế thôi. Các bạn biết là hiện nay các nghiên cứu cho thấy ở bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ tim mạch thấp hoặc trung bình không cần thiết phải sử dụng ACE hoặc ARB vì khi này á cái tác dụng bảo vệ thận và tim mạch của hai thuốc này nó chưa rõ rệt so với CCB. Cho nên chúng ta có thể thay Indomethacin bằng Colchicine hoặc là ACE bằng CBP. Vâng, một câu hỏi có vẻ là tương đối đơn giản các bạn đúng không ạ? Chúng tôi sẽ thử xem là đáp án là như thế nào. 62 trường hợp đưa là cái đáp án, tuy nhiên còn một đáp án đúng nữa. Còn một đáp án đúng nữa, đó là nhóm nào cũng được. Vì sao lại nói như vậy? Chúng ta thử xem xét câu chuyện như thế nào. Đây là đánh giá cái hiệu quả về điều trị hạ huyết áp và giảm tử vong của đơn và đa trị liệu như bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta thấy là gì ạ? Khi mức huyết áp còn thấp, tất cả hiệu quả của các loại thuốc là như nhau. Thiazide, beta blocker, chạy kênh canxi hay chạy beta giao cảm lớn như nhau. Và chỉ đến khi nào bắt đầu gì ạ? Bắt đầu huyết áp cao lên, chúng ta cần phải phối hợp trị liệu. Thì lúc đó cái việc phối hợp thuốc nó mới đem lại giảm tử vong của vùng tim mạch. Và lúc đó cái dạng phù hợp sẽ là ức chế men chuyển cộng chạy kênh canxi. Như vậy rõ ràng là gì ạ? Là trước đây chúng ta cứ đinh ninh một câu là ức chế men chuyển, ức chế hữu thể là cái thứ thuốc đầu tay. Nhưng cũng không hẳn là như vậy, dựa trên các số liệu thực tế. Chúng ta sẽ nhìn thấy và chúng ta sẽ thay đổi dần cái quan điểm. Đây là một cái bảng phân tích gộp khác so sánh các cái phương án điều trị khác nhau để chúng ta thấy hiệu quả là như thế nào. Như vậy rõ ràng ở câu chuyện là khi huyết áp tăng cao, khi chúng ta cần phải kiểm soát huyết áp cách tích cực, phối hợp thuốc là quan trọng, thì lúc đó ức chế men chuyển hay là chạy kênh canxi nó bắt đầu bộc lộ ưu thế ở nhóm đái tháo đường. Còn ở nhóm thấp thấp thôi thì thực ra câu chuyện hạ huyết áp thế nào cũng được.
Và chính vì thế cho nên nếu chúng ta nhìn nhận lại là cái thuốc nào thực sự có tác dụng bảo vệ tim mạch và bảo vệ thận ở trên bệnh nhân đái tháo đường, thì đây là một cái phân tích của khác so sánh rất là nhiều các cái nhóm khác nhau để tìm ra cái gì là cái thực sự quan trọng. Thì người ta thấy là gì ạ? Cái nhóm thực sự nó bảo vệ tim mạch ở những bệnh nhân đái tháo đường đó là nhóm ức chế men chuyển ức chế hữu thể. Tương tự như vậy, cái nhóm để bảo vệ các biến cố trên thận đó là ức chế men chuyển ức chế hữu thể. Và như vậy chúng ta có thể phối hợp hai thông tin vào với nhau. Chúng ta có thể thấy đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn chọn hai đáp án, ức chế men chuyển, ức chế hữu thể vẫn là cái để bảo vệ tim mạch và thận. Tuy nhiên, đối với cả những cái giai đoạn đầu khi huyết áp chưa tăng cao thì thực ra nó không quá quan trọng như chúng ta thường nghĩ, để chúng ta có một cái lựa chọn khác phù hợp hơn. Bên cạnh cái câu chuyện mà hạ được con số huyết áp thì đối với người đái tháo đường nó còn một cái việc nữa hết sức quan trọng, đó là vấn đề biến thiên huyết áp như thế nào. Và nếu chúng ta chia cái biến thiên huyết áp ra, chúng ta sẽ thấy ở một bệnh nhân bình thường cũng như một bệnh nhân đái tháo đường nó có rất nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như tăng huyết áp tăng vọt về buổi sáng, tăng huyết áp trong ban ngày tức là trong lúc chúng ta làm việc, hay là tăng huyết áp về đêm. Và nhóm đái tháo đường là cái nhóm điển hình ở cái câu chuyện hoặc là tăng huyết áp về đêm hoặc là tăng huyết áp tăng vọt về buổi sáng. Và nếu như vậy chúng ta sẽ thấy ngay tất cả những lý thuyết mà chúng ta đang áp dụng chủ yếu để áp dụng cho câu chuyện huyết áp lúc đỏ phòng khám vào ban ngày. Còn những cái khác liên quan đến biến thiên của huyết áp thì thực ra chặn kê canxi tốt hơn rất nhiều so với ức chế men chuyển, hoặc là nếu chúng ta muốn giảm cái biến thiên huyết áp về đêm thì chúng ta còn có lợi tiểu, chúng ta còn có SGLT2 hoặc là thuốc acne là những dòng thuốc mới. Như vậy rõ ràng cái câu chuyện một phần nào để giải thích vì sao trong giai đoạn đầu tiên huyết áp chưa tăng cao chúng ta không nhìn thấy một sự lợi ích rõ rệt, bởi vì nó còn ngoài chuyện kiểm soát con số huyết áp chúng ta còn cần phải kiểm soát cả biến thiên huyết áp nữa. Và có lẽ là trong một vài năm tới chúng ta sẽ nhìn thấy cái trường phái để mà chúng ta giải quyết câu chuyện đó. Cho nên trong trường hợp này các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang CVB. Ranitidine thì đào thải qua thận có thể tiếp tục sử dụng, có thể thay thế bằng PPI. Cuối cùng glycyrrhizin có thể sử dụng trong suy thận. Điều trị suy thận cấp, chúng ta sẽ bù dịch tích cực và sử dụng kèm theo sử dụng các thuốc lợi tự nhiên mannitol, furosemide và có thể dùng thêm dopamine liều thấp. Tạm dừng thuốc glycyrrhizin, ramipril, indomethacin, tiếp tục dùng ranitidine vì bệnh nhân có nguy cơ tăng tiến dịch vị do stress. Điều trị nhiễm axit chuyển hóa tiêu tiến mạch NaHCO3 1,26% hoặc 8,4% hoặc uống 1g nhân 3 lần một ngày. Điều trị tăng đường huyết có thể đáp ứng với insulin khi điều trị tăng kali máu kết hợp theo dõi đường huyết thường xuyên. Điều trị tăng kali máu, ta có thể các dùng các phương án như sau là tái phân bổ tiêm insulin tĩnh mạch tác dụng ngắn 15 đơn vị cộng glucose tiêm tĩnh mạch NaHCO3 salbutamol khí dung. Các thuốc này sẽ tăng vận chuyển kali từ ngoại biên vào trong tế bào. Thứ hai là tăng thải kali bằng các thuốc giống như Casesalat kết hợp với thuốc nhận tràng giống như Nertozer hoặc Maze, hít lợi tiểu qua furosemide, Calciculoconate tiêm tĩnh mạch khi mà kali trong máu đã lớn hơn 6,5 mmol/L hoặc lọc máu cấp cứu, đó các triệu chứng nguy hiểm trong tim mạch.